Hello, xin chào tất cả các chàng thân yêu cái miền Vương lại là miền đây nhá. Chào mừng tất cả quý anh chị em bà con đang trở lại với thế giới xe cũ tại xe máy chính đoàn. Và hôm nay em Miền sẽ cùng với anh chị em bà con chiêm ngưỡng một siêu khấm. Vì nói chung là đi lấy xe cọp và bây giờ chân tay là vẫn chưa còn bùn đất lắm lem đây. Thì em Miền vừa về một siêu phẩm và một trong những chiếc xe mà phải nói là bán chạy nhất trong thị trường xe cũ. Rất nhiều cuộc gọi điện thoại đến để mua mẫu xe này, và đặc biệt cái giá trị của nó cũng cực kỳ là cao luôn. Và ngày hôm nay thì em Miền cũng không biết dùng cái từ gì để diễn tả chiếc xe này, thì em Miền sẽ dùng bằng hình ảnh để cho anh chị em bà con cùng vào đây xem và đánh giá với Miền. Vâng, và trước màn hình của quý anh chị em bà con là một chiếc Winner, xin lỗi mọi người, một chiếc Footer các chị mọi người. Vâng, một chiếc xe dán keo nguyên con và lột, và tất cả đây là tem rin nhá. Lưu ý ở đây là đều tem rin theo xe, không phải tem lôi bà con cô dì chú bác ra gần nhá. Đấy, rin 100% luôn, dàn áo rin 100% luôn. Và mọi người ơi, xe thì vừa về xong em Miền cũng chưa kịp rửa đâu. Thấy đẹp quá, thấy thích quá, phải quay nhanh và liền những cái hình ảnh đẹp nhất. Và nếu như ai có xem được clip với Miền, ai là đam mê với dòng xe này thì chốt đơn ngay với Miền, đừng có suy nghĩ, đừng có do dự nhá. Chị có cái trong cái in giấy mua bán á. Anh Đoàn ơi, đọc cái tài khoản cho em để chuyển tiền ngay nhá. Anh, mọi người thấy không, bây giờ không biết là gần 9 giờ đêm rồi nhưng mà vẫn còn khách mua xe nha mọi người. Đấy, một em trai vừa chốt một chiếc Satria này. Đấy, đây đúng rồi, nhìn tiếp tục một chiếc AB đầu bò ấy. Mọi người thấy cái khung cánh nhộn nhịp tại xe máy Thanh Đoàn không? Và lưu ý là tất cả đều được trang bị khẩu trang và nước sử khuẩn trước khi vào xe mua xe nhá. Nói chung là mình cũng bán xe nhưng mà cũng phải thực hiện đúng những cái gì mà nhà nước quy định. Đây, một chiếc Footer. Có thể nói tìm chiếc thứ hai nhá. Đặc biệt một điều tại xe máy Thanh Đoàn, không bao giờ bùa, không bao giờ mà ví dụ như mua xe về rồi là tấy ốc được, không có đâu. Xe vừa lấy về nước mưa còn đọng lên dàn áo đây và ốc tán này. Đó, em Miền cố gắng quay được những cái thước phim đẹp nhất nhá. Tất cả đây là đều chưa rửa và ngày mai cái độ đẹp của nó còn cực kỳ luôn. Và điều đặc biệt của chiếc xe này là đầu nồi còn đi nhá. Đó, đất cát còn đây, tất cả đây là đất cát thôi nhá. Xe là không thế nào tìm ra một lối luôn. Và xe này thì nói chung nó đẹp, máy nó êm nhưng mà giá thì cũng hơi tê phê. Nếu ai thực sự quan tâm thì chốt đơn đúng không em Miền, một chiếc Footer X nhá. Đó, xe này cái máy của nó thì bao cả thế giới đây. Quá tuyệt vời anh chị bà con. Anh ơi, bật cái đèn led của cái điện thoại anh cho em nhờ đấy. Quá tuyệt vời luôn thưa anh chị bà con nhá. Em Miền đang cố gắng quay những thước phim đẹp nhất để dành tặng quý anh chị em bà con. Phải nói là thân thánh nhá. Quá tuyệt vời luôn anh chị em bà con ơi. Đó, máy móc thì em Miền không phải bàn tới rồi. Đầu nồi tin đét luôn. Đó, mẹ mày quay vào trong, em Miền sẽ mở cốp xe để anh chị em cùng xem luôn. Cái này là mở cốp sao anh nhỉ? Nhấn vào nhé. Sao nhiều chuyện nhé? Đây. Đầu thước phim đẹp nhất cho chiếc xe này. Tất cả đều rin đét 100% nhé. Sườn rin này. Đây là chưa rửa nhưng mà quay chỗ này đi em. Đây. Đó, đây. Rất là mới luôn nhé. Ốc này. Cái này là tất cả chưa rửa luôn. Đó, và em Miền sẽ chào bán chiếc xe này để với anh chị bà con 24.500.000 đồng không bớt nhé. 24.500.000 đồng một chiếc Footer X đầu nồi rin và xe đẹp giống như một cây kiếm nhật luôn. Và lưu ý là chưa phun xăng nha mọi người nhá. Đó, cái này thì phải ai thực sự đam mê thì mới chốt đơn được nhá. Nói chung thực ra mà nói thì cũng không đến mức đâu, với 24.500 mà mọi người có thể tìm được một chiếc Footer này để mua thì cực kỳ là giá hợp lý rồi, tại vì nó còn rất mới và đẹp nhá. Được rồi, em chỉ quay được rất mới và đẹp, quan trọng nhất đầu nồi còn rin. Và nếu như mọi người cảm thấy chưa tin tưởng em Miền thì hãy xuống đây trực tiếp tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cùng với em Miền để chạy thử chiếc xe có giống như lời quảng cáo không nhá. Đó, 24.500.000 đồng. Bên em Miền vẫn hỗ trợ trả góp, hỗ trợ sang tên đổi chủ cho anh chị em bà con luôn nhá. Giá niêm yết không bớt nhá. Nếu ai thực sự quan tâm nhớ chốt đơn nhá. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ an yên nhá.